thưa quý vị và các bạn ngày 14 tháng 5 năm 2015 dưới sự chủ trì của đồng chí Tạ Văn Long phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác phát hành sổ số, số kiến thiết và đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề giai đoạn 2010-2015 triển khai phương hướng nhiệm vụ những năm tiếp theo. dù hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hiện tại, tỉnh Yên Bái đang phát hành 3 loại hình sổ số. Trong giai đoạn từ 2010 đến 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Yên Bái đã đạt tổng doanh thu gần 280 tỷ đồng. Nộp ngân sách nhà nước đạt trên 65 tỷ đồng, đạt mức tăng bình quân hàng năm là 12,2%. Nguồn thu từ hoạt động kinh doanh sổ số đã có phần đáng kể cho đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, y tế, phúc lợi công cộng, đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương thực hiện chỉ thị 09 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường hoạt động kinh doanh phát hành sổ số kiến thiết và phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Yên Bái đã tham mưu cho chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tuyên truyền vận động người dân không tham gia lô đề cờ bạc dưới bất cứ hình thức nào. Tăng cường tuyên truyền về phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề, tổ chức nắm bắt tình hình về hoạt động bán vé số của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Yên Bái, kịp thời ngăn chặn hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức bán lô đề bất hợp pháp. Theo đó, từ năm 2010 đến nay, Công an tỉnh Yên Bái đã đấu tranh triệt phá hàng chục tụ điểm đường dây hoạt động cờ bạc lô đề với tổng số 330 vụ, thu giữ trên 648 triệu đồng, cùng 85 xe mô tô và nhiều phương tiện phục vụ đánh bạc. Qua đó góp phần tạo môi trường lành mạnh cho phát triển kinh tế xã hội nói chung và hoạt động phát hành sổ số kiến thiết nói riêng phát biểu kết luận hội nghị đồng chí tạ văn long phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh đã nhấn mạnh thời gian tới công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết yên bái và các cấp các ngành cần tích cực tuyên truyền về phòng chống tệ nạn cờ bạc lô đề công an tỉnh yên bái tăng cường các biện pháp phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngành kiểm soát tòa án trong công tác điều tra truy tố xét xử giải quyết các vụ việc liên quan đến cờ bạc lô đề